Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn là một cái hộp số giảm tốc có đảo chiều, đầu vào sử dụng bu ly đai bản B đấy, có ly hợp. Bộ số này là bộ số 3 tiến một lùi, thích hợp cho các bạn là sử dụng vào những cái máy nông nghiệp như máy cày, máy cấy hoặc là máy xới đất, nó rất là khỏe, tỷ lệ giảm tốc cao. Ở đây thì máy có 3 số, số 1, số 2, số 3. Số 3 và số tiến và số lùi. Đấy. Đối với cái theo tỷ lệ từng số thì số 1 là số chậm nhất. Số 1 là có tỷ số truyền là 1/50, 1/50 các bạn nhé. Có nghĩa là đầu vào 50 thì đầu ra mới quay được có một vòng. Thì cái loại này rất thích hợp cho các bạn là sử dụng vào làm những cái đầu lỗ. Đấy. Thích hợp cho các bạn sử dụng đầu vào dùng những cái đầu lỗ chưa qua giảm tốc thì có thể sử dụng đầu này được. Đấy. Và ở đây thì tỷ số truyền số 1 là 1/50, số 2 như thế này là 1/25, và số 3 là 1/8. Hộp số lùi thì có tỷ số truyền là 1/55. Đấy. Đối với cái hộp số này thì nó có ngắt chuyển động, nó có phần ngắt chuyển động để các bạn sang số. Đây, ví dụ như là cái ngắt chuyển động thì nó có cái phần khớp dây kéo ở đây. Đây các bạn nhìn chỗ này này. Đây, nó có một cái cần dây để các bạn kéo cái khớp chuyển động này. Đấy, để ngắt chuyển động. Thì thường thường khi đầu lỗ đang hoạt động thì các bạn muốn đóng cho nó hoạt động thì phải tác động vào cái này thì nó mới chuyển động. Đấy. Và khi nào mà các bạn muốn nó chạy thì các bạn mới kéo nó cho nó chạy. Và tất nhiên là khi sang số cũng vậy, thì các bạn cần phải ngắt chuyển động để các bạn sang số, nó mới sang được số. Thì cái hộp số này thì nó thích hợp cho các bạn là sử dụng vào những cái máy nông nghiệp thì nó phù hợp hơn, bởi vì hộp số nó giảm tốc nhiều lần. Giảm tốc cao nhất là 50 lần và nhanh nhất là 8 lần. Còn số trung bình là số 2. Số 2 này là số giảm tốc là 25 lần. Đối với số lùi thì là giảm tốc 55 lần. Đấy. Là sang số thì cũng khá là nhẹ thôi. Đấy. Đấy, số 2, số 1, số 2. Số này là không có số này. Như này là không số này. Đấy. Thì các bạn mua cái này về thì các bạn sẽ từ từ nghiên cứu cách sử dụng. Ở đây mình sẽ đưa ra các cái tỷ số truyền để cho các bạn tham khảo. Đây, số lùi. Và số 3. Số 3. Số lùi. Thì số nào cũng vậy thôi, khi răng nó đang giao nhau thì sang số nó sẽ khó. Thì nó cũng như xe máy thôi. Thì các bạn trong cái quá trình hơi chuyển động một chút thì nó dễ sang số hơn rất là nhiều. Đấy. Đấy. Các bạn vần đi cái thì nó sẽ không bị hóc số nữa. Đấy là khi mình đang chuyển động, khi mình đứng im thì nó sẽ xảy ra hiện tượng đấy, nhưng khi đang chạy thì nó sẽ không bao giờ bị hiện tượng đấy. Đây, số 1 này, số 2 này, số 3 này, lùi này, 3 này, 2 này, 1 này, 2 này,
3 này, lùi này, 3 này, 2 này, 1 này. Đấy, nó rất là dễ sang số thôi. À, các bạn xem video của mình nhớ nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được những cái thông báo khi mình đăng sản phẩm mới lên. Và để xem những cái video khác ấy, thì các bạn bấm vào cái tên kênh của mình ấy. Sau đó là bấm vào cái phần video. Từ cái phần video đấy thì các bạn xem theo đề mục, thì các bạn có thể vào cái danh sách phát của mình ấy. Cái danh sách phát ấy thì các bạn xem phụ tùng 3 bánh riêng, 4 bánh riêng và những cái phần hướng dẫn lắp đặt riêng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Video đến đây là kết thúc.